Chào anh em nha. Con mồi này của mình là nó đang rớt lông, nhưng mà buồn quá xách nó đi vợt chơi nha anh em. Để anh em tham khảo chắc giọng của nó, thì anh em chờ kết quả xem giọng của nó rồi sao nha anh em, rồi anh em cho ý kiến nha. Nếu anh em thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Anh em chờ xem coi chất giọng nó như thế nào nha anh em. Ở đây thì có một cặp, thì hôm bữa là cái con trống của mình á, ở nhà nó, mình quên đóng cửa lồng nó xảy, rồi nó bay qua miếng giường ở đây. Nhưng mà vô tình thì ở đây có một con mái nữa, mà mấy mình định gác ổ nhưng mà mình chưa có gác được, mình bận quá. Rồi bây giờ thì mình xách con này xuống, mình để nó đó thiên nhiên luôn, rồi mình vợt con này luôn. Rồi anh em chờ coi chắc giọng của nó nha anh em. Chờ anh em nha. Chào anh em nha. Nó tuột lửa rồi anh em ơi, nó rớt lông mình nó tuột lửa rồi, đấu yếu lắm, chứ cái nết nó ghê lắm anh em ơi. Thôi giờ thì đem về chứ để nó bể chim, chờ một ngày thay lông xong nha anh em. Bye bye.